Xin chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà đã đến với bài livestream của shop em trưa ngày hôm nay cả nhà nha. Rất là nhiều mẫu xinh trong bài livestream ngày hôm nay, cả nhà cố gắng vào livestream liền. Thích cái mã váy nào cứ việc comment ngay cho em phía dưới, mã số với số điện thoại cho em là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại thì tư vấn lên đơn nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chiếc đẹp mình luôn. Và chị khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá là nó hết hàng rất là ổn nha. Cố gắng nhanh tay lên đơn chút liền cho em trong bài livestream ngày hôm nay nha mấy chị yêu ạ. Rồi, cả nhà thấy bài livestream của em cho em xin một nút chấm tương tác với bài livestream này cả nhà ha. Đặt đơn thì mình cứ việc comment ngay cho em phía dưới, mã số và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng chờ sao cho mấy chị đẹp mình luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho mình cái mẫu váy này, đầu like luôn, sale rẻ luôn, giá rất là rẻ nha. Rồi tranh thủ cả nhà ơi, lên đầu like cho cả nhà cái mẫu váy này luôn, tranh thủ vô livestream liền với em nha. Thích mẫu váy nào tranh thủ chốt đơn liền cho em luôn ạ. Đây cả nhà, mẫu đầu tiên, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1693. Đọc em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1693. Ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 219.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 219.000 thôi. Rồi đầm này thiết kế sẽ là cổ trụ cho cả nhà mình, tay lỡ vai bồng nha, có ôm eo, dáng đầm phong xè như vậy luôn, đẹp ghê chưa? Khóa cái hộp dọc lại nằm đằng sau lưng, hai lớp hai túi. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1693. 1693 ngày em đang shop sale cho cả nhà luôn, giá chỉ có là 219.000 đồng. Chị khách nào đặt hàng nhanh tay em đảm bảo có đơn hàng cho mấy chị yêu nha. Tranh thủ liền dùm em. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó sẽ là 1693. Sao vậy ta? Mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1693. Cả nhà đặt đơn bình luận ngay cho em mã nha. 1693 và số điện thoại cho em là được, ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 219.000. Sau mẫu đầm này em lên đầm 99.000 nha, cho nên cả nhà mình tranh thủ vô like liền. Chị nào chưa có cái mẫu váy nào bình luận cho em nha, váy hoa, váy trơn nè, hay đầm chấm bi gì đó nè cả nhà. Rồi mình cứ việc comment phía dưới nha để biết lên đầm cho cả nhà ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè cả nhà, em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1693. 1693 ngay bây giờ thì shop sẽ chốt nhanh cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà? Sale rẻ trong bài livestream ngày hôm nay luôn, giá chỉ còn là 219.000 đồng, giá 219.000 đồng. Cả nhà đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã số 1693 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng chờ sale cho cả nhà luôn ha. Shop chốt online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha, cả nhà lưu ý giùm em. Đặt đơn ngay bây giờ để mình được áp dụng ngay giá sale nha cả nhà ha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em nó sẽ là 1693. Rồi 1693219, 1693219. Đầm em đang có đầy đủ 4 size, từ 40kg cho tới 72kg. 40kg cho tới 72kg. Eo của em nó là eo dưới 92 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Rồi eo dưới 92 cho em. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1693. Rồi em đang mặc trên người mã 1693, cả nhà chờ em xíu nha. Cái laptop của em nó không vô game comment được ta. Cả nhà chăm xin 5 giây nha, để em riêng coi mình cái bình luận nha. Vô chấm bài tương tác chia sẻ là dùm em đi mấy chị yêu ơi, rất là nhiều mẫu xinh ngay hôm nay nha. Cố gắng dùm em nha. Rồi chấm bài tương tác dùm em đi cả nhà ơi. Em đang mặc trên người mã 1693 nè. Sau mẫu đầm này em lên cho mình đầm 99k nha, để đổi lấy lại những lượt chia sẻ của cả nhà mình nha. Chấm bài tương tác livestream em lấy động lực lên đầm sale nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1693 nha. Mẫu em đang mặc, mã số của em đó 1693. Ngay bây giờ thì shop sẽ chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà. Sale rẻ ngay trong bài livestream ngày hôm nay luôn, với giá tiền chỉ có là 219.000 đồng. Rồi 219.000 đồng, mã số của em đó sẽ là 1693. Mình đặt đơn mình lộn ngay trên phía dưới mã số 1693 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn 1693. Rồi và số điện thoại giá 219.000. Ok, 1693 và số điện thoại giá ngày hôm nay chỉ có 219.000. Cả nhà đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1693 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị chờ sale cho cả nhà luôn ha. Ngay bây giờ shop chốt online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha. Đặt đơn tranh thủ lên đơn liền giùm em luôn, mã số với số điện thoại cho em là được luôn. 1693 219.000. Rồi 1693 sale rẻ hôm nay luôn, giá chỉ có là 219.000 đồng thôi. Nhanh tay lên đơn chút liền nha. Rồi qua mã cả nhà ơi, qua mã nha. 1693 219.000 đồng, 219.000 dùm em. À em thấy comment của chị Nguyễn Thắm nha, bây giờ em mới thấy luôn á cả nhà ơi.
Nãy giờ em bị ổng bình luận mất tiêu rồi. Nãy giờ em bị ổng bình luận mất tiêu, cả nhà thông cảm giùm em như vậy mới thấy comment của cả nhà mình rồi. 1693 nha. Hôm nay thì em có khăn nè. Em có khăn cho cả nhà mình này ha. Rồi em có cả thắt lưng cho cả nhà mình. Đó, khăn thắt lưng rất là nhiều cho cả nhà mình hôm nay luôn. Rồi cái thắt lưng này mã số của em nó là 09 nè cả nhà ơi. Thắt lưng ngọc trai 09 nha mình nè, kèm luôn cái bông. Thắt lưng 09 nha, đang sale còn 75.000 đồng. Và cái bông màu đen, bông màu trắng là 09, còn bông màu đen mã 010. Bông màu trắng mã 09, bông màu đen mã 010 cho em đồng giá luôn 75.000 đồng một chiếc thắt lưng. Còn những cái thắt lưng giống như thắt lưng kim loại nè. Thắt lưng kim loại hay là thắt lưng bao chung như thế này thì sẽ đồng giá là 55.000 ha. Thì em sẽ giới thiệu trên like cho mình. Rồi bây giờ em sẽ qua đầm qua nhanh đầm 99K nha. Tại nhìn trái xin một nút chấm nha. Em đang mặc mã số của em đó là 1693 nha. 1693 giá 219 nha. 219 nhanh tay lên đơn liền giùm em. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Đặt đơn mẫu nào tranh thủ lên đơn liền giùm em mã số với số điện thoại. Rồi, lên đầm 99K cho mấy chị yêu mình. Mẫu váy này thì em sẽ sale cho cả nhà mình là 3 váy đầu lai nha cả nhà ơi. Tiếp tục, mẫu em đang mặc, chị nào mà mình mặc size lớn báo em nha. Tại vì em sẽ lên trước cho mình cái đầm này 99K nhưng mà nó size nhỏ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1613. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1613. Mình đặt đơn có việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1613 và số điện thoại 1613 và số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cả nhà ha, rất là đẹp luôn. 1613 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn cả nhà rất là đẹp. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình. Để tóc sao chó xinh đi ta. Rồi đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình ha. Đó, tay lỡ vai bồng, ôm eo dáng đầm phong xòe. Váy này em may cho cả nhà mình hai lớp, thiết kế thêm hai túi có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em nó sẽ là 1613. Rồi 1613 sale luôn. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 thôi cả nhà. Rồi 99.000 đồng, mã số của em nó là 1613. Mình đặt đơn mình lượt ngay cho em mã nha cả nhà. 1613 và số điện thoại. Sao mà nhìn ghê quá ta, cái đầu em xong nay ghê dữ quá trời. Rồi chờ em xíu nha cả nhà nha. Để em kẹp bằng cái kẹp khác thôi. Sao đầu em hôm nay kẹp cái nào cũng ghê hết ta. Rồi, thôi lấy cái này đi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1613 cả nhân. 1613. Dạ, chất lời vải của em là vải von nha. Von kim tuyến nổi cho cả nhà mình. Đây đẹp không? Tay lỡ vai bồng nè. Phần tay em mang cho mình một lớp. Thân váy kỳ lượng hai lớp, có hai túi luôn. Xin không chị ơi? Rồi, mã số của em đó là 1613. 1613 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? Sale rẻ ngay bây giờ giá 99.000. Sale rẻ ngay bây giờ luôn giá 99.000 đồng. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1613 và số điện thoại. Rồi 1613 và số điện thoại cho em là được ha. Đợi 99.000 luôn, 99.000. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1613 với số điện thoại giá 99.000 đồng cả nhà nha. Chờ em xíu. 1613 99.000. Rồi, ngoài xe váy ra em lên cho mình cái phụ kiện. Em đang có cho mình cái thắt lưng này đây. Thắt lưng nè, chứ mình nhìn giùm em. Dây chung dày dặn co giãn nè. Bao da cho cả nhà mình mềm dẻo luôn. Đường may siêu đẹp luôn. Khóa này khóa kim loại cho mình luôn ha. Rồi, thắt lưng này mã số của em đó là 31 ha. Thắt lưng này mã số 31. Rồi ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Thắt lưng này chốt luôn 55.000 cho cả nhà mình luôn ha. Thích thì bây giờ tranh thủ lên đơn chốt liền giùm em luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình. Nhanh tay dùng em nha cả nhà ơi. Mã số với số điện thoại cho em là được nha. Rồi đem ghim cho cả nhà mình cái á, cái này. 1613 xe 3 váy nha cả nhà ơi. 1613 xe 3 váy nha. 99.000 đồng, tranh thủ dùng em cả nhà ơi. 1613 giá 99. Rồi thắt lưng, thắt lưng em đang mang là TL31. Em sale luôn 55.000 luôn. Trời rẻ chưa cả nhà ơi. Thắt lưng này, thắt lưng này là TL31 sale luôn 55.000 luôn. Chị nào mình chưa có chút đơn liền cho em ngay bây giờ cả nhà, mã số với số điện thoại cho em bà được luôn ha. Thích đầm bình luận ngay cho em phía dưới mã số của em nó. Thích đầm bình luận ngay cho em phía dưới mã số của em nó là 1613 giá 99. 1613 giá 99.000 nha. Đầm này giá cũ là 349.000 đồng, nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn có chia sẻ like, em giảm giá từ 349.000 đồng giảm xuống cho mình chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000 đồng.
thắt lưng này mã số của em nó là 31. Em sale rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 55.000 thôi. Trời ơi, đẹp giả mang ghê chưa. Trời, cái thắt lưng này nha, trong tủ đồ của mình ít nhất phải có một em thắt lưng. Tại vì sao ạ? Tại vì có thắt lưng trong tủ đồ, mình mặc cái đầm rộng quá đúng không? Phối thắt lưng vô nhìn em của mình nhỏ gọn nha. Mặc cái đầm lên không hiện rõ eo o, phối thắt lưng vô cho em nhìn cái eo của mình nó hiện rõ rệt ra luôn nha. Cả nhà bạn chị nào chưa chấm bài xíu nữa, đặt đơn là bị ẩn comment đó cả nhà. Dạo này Facebook nó hơi bị lỗi xíu á nha. Rồi, chấm bài tương tác lại giùm em. Có cái thắt lưng này nè, bao đẹp luôn. Trời ơi, xinh đẹp tuyệt vời luôn mấy chế. Thắt lưng ngọc trai, mã số của em nó là 09 ha. Thắt lưng ngọc trai, mã số của em nó là 09 cả nhà ha. Mình thích thắt lưng ngọc trai thì mình comment ngay cho em phía dưới 09 kèm số điện thoại. Thắt lưng ngọc trai 09 kèm số điện thoại cho mà được em tư vấn và chờ hàng chờ sai. 1613 có gì chị Lê 7 em không hiểu chứ ơi. Em sẽ có 3 váy thôi để em thấy nhiều chị đặt rồi đó nha. Chia sẻ livestream, chấm bài tương tác rồi đặt đơn liền giùm em nha. Bên em tư vấn nha cả nhà ơi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm mẫu váy khác. Nhanh tay giùm em nha cả nhà ha. Mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1613. 1613 99.000. 1613 99.000 giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà thêm một cái em đầm nữa. Lên đầm hoa nhí sale rẻ nha cả nhà. Ngày hôm nay mẫu nào cũng sale hết á. Giá là em sẽ báo công khai trên live nha. Giá là em đã báo cho mình là giá sale ở trên live stream luôn cho mình rồi đó. Mình thích thì chốt đơn liền giùm em. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1673. Em đang mặc trên người mã 1673 nha. Rồi ngày hôm nay shop chốt luôn, giá chỉ có là 199.000 đồng. 1673, giá 199.000 đồng. Đầm này cổ chéo, tay ngắn ôm eo nha, dáng đầm phông xòe nhẹ, phối bèo cho cả nhà mình đi từ phần hông xuống dưới phần chân váy đuôi cá nha, xinh quá. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em đó sẽ là 1673. 1673 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. 1673 giá 199.000 đồng cho em. Nền vải này cả nhà ơi, nền vải sẽ là màu đen, phối chấm bi, phối hoa nhí, tay nệm may một lớp, thân váy kỳ lượng hai lớp, có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Bình luận phía dưới mã số 1673 và số điện thoại, giá 199.000 đồng. 1673 và số điện thoại, giá chỉ có là 199.000 thôi. Sao ngay bây giờ cả nhà tranh thủ lên đơn chút liền cho em 1673 và số điện thoại. 1673 và số điện thoại 199 nha. 40kg cho tới 60kg. Và eo của em đó là eo dưới 80 thì mình sẽ mặc đẹp cho em. Rất là đẹp luôn đúng không cả nhà? Tranh thủ đặt liền nha. Ngày hôm nay thì em đang sale rất là rẻ, nhưng mà nếu như cả nhà đặt đơn ngày hôm nay mình dồn đơn hàng cho em 595.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng Trần Quốc luôn. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1673 cả nhà. 1673 sale rẻ hôm nay luôn, giá 199. 1673 sale rẻ hôm nay luôn, giá 199. Cả nhà đặt đơn không bằng ngay cho em phía dưới mã số 1673 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà luôn ha. Nhanh tay lên đơn chút liền ngay bây giờ cả nhà. 1673 và số điện thoại cho em xin 5 giây uống miếng nước nha. 199 giùm em. 199.000 đồng quá rẻ luôn. Hoa nhí nè, phối cái tầng bèo nè, dễ thương quá trời. Rồi, đây em giới thiệu cho mình cái thắt lưng. Để em giới thiệu cho mình cái thắt lưng xinh xinh cái nha. Rồi, lên cái thắt lưng nào dễ thương chút xem. Thắt lưng hình 3 chiếc lá. Đó, mình lên cái thắt lưng hình 3 chiếc lá để cho nổi nổi xíu nha. Thắt lưng 3 chiếc lá này mã số 41. Thắt lưng 3 chiếc lá này mã số 41 cả nhà. Dây chung lò xo co giãn cho cả nhà mình, phối họa tiết chiếc lá như thế này nha. Xinh không cả nhà ơi? Rồi, thắt lưng 41 em sale luôn 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em TL41 kèm số điện thoại. 55.000 ha, 55.000 đồng. Chốt ngay bây giờ không áp dụng bên ngoài cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn chút liền giúp em nha, mã số với số điện thoại. Rồi, TL41 55.000. TL41 55.000 đồng cả nhà ơi. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em luôn. TL41 kèm số điện thoại cho em là được ha. Màu hoa cũng đẹp, màu đầm cũng đẹp, mà cái thắt lưng cũng xinh cho mình luôn. Rồi 55.000 ha. Ok, em sẽ thay thêm cho mình mã khác để em cho mình coi cái mặt của em nó kỹ kỹ hơn xíu nha. Đây, đây là mã thắt lưng 41 cho em, 55.000. Rất là đẹp luôn. Mỗi mã thắt lưng thì em chỉ về có 20 chiếc rồi cả nhà ơi. Mấy cái thắt lưng kia bán hết rồi.
còn cái này còn một cái đó rồi, chị khách nào thích thì chốt đơn luôn cho em nha, chốt đơn liền nha em nha. Thì em đang mặc mã của em đó là 1673 nha, 1673 199.000 nha. Ok, sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Rồi lên cái váy nào sale rẻ đây cả nhà ơi. Đây ha, đây cả nhà, cái đầm này em đặc biệt sale luôn, cái này đảm bảo đặc biệt luôn, đẹp quá trời, từ cái vải cho tới cái form dáng luôn. Rồi tiếp tục em đang mặc trên người mã số em đó là 1632, em đang mặc trên người mã số em đó 1632 cả nhà. Đầm này thiết kế sờ đầu cổ sơ mi, tay lỡ vai phòng ôm eo, dáng đầu phong sờ dài, em cao mét 65, đầm để sạc dài tới cổ chân của em như vậy, thích mặc dài để dài, không thích mặc dáng dài lên lai cắt ngắn luôn. Em đang mặc trên người mã số 1632, rồi cái đầm này em xả luôn nè, maxi sơ mi maxi mà vải đẹp lắm, vải này dòng vải von nổi á cả nhà ơi. Rồi chậm tí nha, để em coi cái đầm này còn size gì nào. 1632 giá 199, em còn hai size M và L. Em còn hai size M và L, size M còn một cái thôi đó. Size M còn một cái hết. Nếu mà hết size M, cả nhà lấy size L về bóc cái eo giùm em cái nha. Lấy size L bóc cái eo giùm em cái nha mấy chị yêu ơi. Đây nhìn giùm em nè. Đẹp ghê chưa? Chất liệu vải von nổi hạt bông như vậy nè, êm không? Đó, cổ nè, cổ sơ mi, tay vây một lớp, thân váy chị lượng hai lớp, hai túi, dáng dài tới cổ chân như thế này. Rồi mẫu em đang mặc cái người mã số của em đó là 1632. 1632 ngày hôm nay chốt đơn cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, 40kg cho tới 60kg. Eo dưới 80 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Em đang mặc mã số của em đó là 1632. Rồi bây giờ mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã 1632 và số điện thoại cho em là được ha. Ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Đây là giá sale online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha cả nhà. 40kg cho tới 60kg và eo dưới 80 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ nè, bình luận cho em mã 1632 với số điện thoại. Rồi ở đây em có cái thắt lưng này, nó nhỏ nhỏ hơn thôi, thắt lưng hình cái bông bông đi cả nhà, bông hoa. Bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Đây em đang có cho mình thắt lưng bông hoa mã 22, thắt lưng bông hoa mã 22 cả nhà nhé, dễ thương không ạ, xinh quá đó. Rồi thắt lưng này cũng đồng giá luôn, 55.000 đồng. Dây lưng thun co giãn cho cả nhà mình, bao da khóa kim loại hình hoa như thế này, đẹp không? Da này nó mềm dẻo nha, không có sợ là nó dễ bị gãy hay bị gấp khúc đâu. Rồi cái thắt lưng này mã số của em nó sẽ là 22, thắt lưng 22. Rồi sale luôn 55.000. Nói chung là mua trên live nó sẽ rẻ cả nhà ơi. Ở ngoài thì cái thắt lưng này tầm 70.000. Cho live cho em sale luôn là 55.000 nha. Sale luôn 55.000 đồng, chút lưng này dùm em, nhanh tay dùm em tư vấn luôn. Thắt lưng mã số 22, bao da nè, mềm dẻo, đường may siêu đẹp cho cả nhà mình luôn. Thắt lưng 22 giá 55.000. Đặt đơn comment ngay cho em thắt lưng 22 hoặc là dây nịt 22 kèm số điện thoại 55.000 ha. Còn cái đầm em đang mặc nè, trời ơi đẹp thước tha ghê chưa, dáng dài maxi cho cả nhà mình, chỉ có 199 thôi. Mình đặt đơn và lượng cho em mã 1632 giá 199, 1632 giá 199.000 đồng. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác nha. Ưng đầm nào đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình nha. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chị, mình cùng xem thêm mã khác. Lên cái đầm xe lớn nha mấy chị ơi. Nãy giờ em lên đầm xe nhỏ nhỏ không à. Bây giờ em sẽ lên cho mình một cái em đầm xe lớn một tí xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1461. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1461. Chị nào mà đặt đơn có việc comment ngay cho em mã số nha, 1461 với số điện thoại. Đầm này thiết kế sờ đầu cổ sơ mi, tay ngắn ôm eo, dáng đầm phong xòe, chân váy xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau luôn, xòe xòe như vậy, trước là về trước phong có khóa kéo nó mặt sau lưng. Rồi em đang mặc trên người mã 1461, rất là đẹp luôn, trời xinh chưa cả nhà ơi, quá đẹp. Rồi ngày hôm nay sắp chốt luôn 129.000 đồng cho size 2 XL 1461, vải chiếc phong nha cả nhà ha. Vải này giờ vải von chiếc phong á cả nhà, đẹp lắm, mềm, chất mát, có độ bay cho mình luôn. Xuất sắc như vậy thì còn gì bằng rồi đúng không ạ? Rồi em đang mặc mã số 1461, ngay bây giờ sắp chốt luôn, chỉ có
129.000. Rồi 129.000 đồng lên đơn dùng em. Đặt đơn có việc thì bạn ngay cho em mã số 1461 và số điện thoại cho em là được em tư vấn. Giá sẽ là 129.000 đồng nha. Giá sale online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài, tranh thủ lên dùng em nè. Cổ sơ mi, đường may mũi chỉ đẹp cho cả nhà mình. Tay ngắn, vai hơi phồng nhẹ, nhấn eo, dáng đồng phong xòe xòe như vậy luôn. Cao mét 65, tại vì sẽ mặc dài tới bắp chân như vậy. Thích mặc dài dài, để dài dài như vậy. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản á cây ơi. Mình có thể lên like cắt ngắn được luôn cho em, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form nha. Đẹp quá trời, này mấy màu trắng phối họa tiết. Thì với cái phong sơ mi này mình có thể mặc đi đâu? Mặc đi chơi, đi tiệc đồ, mặc đi làm công sở vào văn phòng, thoải mái thả ga cho em luôn nha. Rồi thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em luôn. Rồi em đang mặc trên người mã số 1461 giá 129.000. 1461 giá 129.000 đồng cả nhà. Đặt đơn quý vị còn bên ngay cho em mã số 1461 và số điện thoại cho em là được em tư vấn. Anh em cao mét 65 nha. Đầu này sẽ mặc dài tới bắp chân như vậy. Thích mặc dài dài, để dài dài như vậy cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản á cả nhà ơi, lên like cắt ngắn được luôn nha. Rồi 1461 giá là 129.000. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1461 cả nhà nha. 129. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chị mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Rồi đây, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em váy khác nha. Em lên cho mình cái đầm này đi. Đầm này đủ size luôn, 40-70 cân là chị nào mang cũng vừa hết luôn á. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1697. Em đang mặc mã số của em đó là 1697 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ V, tay lỡ vai bồng ôm eo, dáng đồng phong xòe dài. Trời quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn cả nhà. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1697 nha. Nền đen có phối cho mình hoa màu xanh xanh. Tay này em sẽ may một lớp, thân váy hai lớp, hai túi luôn, dài dài như vậy luôn. Chân váy có phối cho mình thêm một cái tầng ren luôn. Trời quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1697 cả nhà nha. Sale luôn hôm nay, giá của em nó chỉ có là 219.000 đồng. Rồi nhanh tay lên đơn chút lại giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nha. Dạ eo 7, eo 90 độ về. Cái đầm này eo 90 độ về 219.000 đồng cả nhà, cả nhà em xíu nha. 219.000 đồng đó chị ạ. Đầm này chất von lụa nha. Em có phối cho mình cúc ngọc ở đây. Thì nếu như cả nhà không có thích cái cúc này, về nhà cả nhà tháo ra, mình phối cúc khác cũng được. Ở nhà mình có sẵn cúc nào mình phối vô cũng được cho em nha. Không nhất thiết phải là cúc này nha. Cúc nào cũng được hết trơn á. Rồi thích cúc này thì để cúc này, không thích cúc này tháo ra phối cúc khác vô cho em cũng được luôn. Đó, rồi em đang mặc cho người mã số của em đó 1697. Em đang mặc mã số của em đó 1697. Chị khách nào đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1697 với số điện thoại cổ V với cúc ngọc cho cả nhà mình. Tay lỡ vai bồng ôm em, dáng đồng phong xòe. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà luôn ha. Dáng dài em coi mấy 65, đầu này sẽ mặc dài tới bắp chân em như vậy. Thích mặc dài dài có thể dài dài như vậy nha. Không thích mặc dáng dài thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form như cả nhà. Trời xuất sắc quá trời quá đất luôn nha. Nhanh tay lên đơn liền giùm em nè. Vải đẹp, mềm, mịn, chất siêu siêu mát cho cả nhà mình luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1697. 1697 ngày hôm nay sale mạnh luôn, giá chỉ có 219.000 đồng thôi. Cả nhà thích hoa em, hoa hồng, em có hoa hồng, đây có hoa hồng đây. Mình thích hoa vàng, có hoa vàng. Hoa xanh, có hoa xanh luôn. Em có cái hoa hơi đỏ đỏ, để sau mẫu đầm này em lên cái hoa hơi đỏ đỏ. Em có sale luôn là 99.000 luôn á chị ạ. Rồi lên đơn liền dùm em mẫu này ha. Em đang mặc trên người mã số của em đó 1697.
1697 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 219.000 đồng. Đặt đơn có việc comment ngay cho em mã số 1697 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà luôn, giá 219.000 đồng đó. Giá chốt online không áp dụng bên ngoài, cả nhà tranh thủ lên đơn liền dùng em nha. Rồi ở bên em thì đang có khăn lụa cả nhà, bên em hiện tại đang về cho cả nhà các mẫu khăn lụa rất là đẹp luôn, quá xuất sắc luôn đúng không cả nhà. Khăn lụa thì hiện tại đang rất là hot trên thị trường luôn, tại vì mình có thể mang bất cứ nơi đâu, đi tiệc cũng mang khăn lụa, đi chơi, đi dạo phố, đi làm cũng được, hay là đi du lịch cũng được luôn cả nhà. Thì mình có thể là mang khăn lụa được thoải mái cho em nha. Và cái lụa bên nhà em thì nó khá là mềm, không những nó mềm nè, nó nhẹ nè, nó còn cái chất nó rất là mát nữa. Mình có thể phối các kiểu được luôn á cả nhà, thích phối kiểu nào cũng được. Cả nhà mình choàng hẳn qua cổ như vậy cũng được luôn cho em nè. Đó, đẹp ghê chưa? Choàng hẳn qua cổ như vậy cũng đẹp luôn cho em nha. Trời cả nhà ơi, đối với khăn lụa thì các chị mình đó sẽ rành hơn em, còn ở đây thì em bó tay á cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn đúng không cả nhà. Rồi cái khăn lụa này nó mềm đó cả nhà thấy đó, nãy giờ nè. Nó cứ rủ rượi như vậy, nó khá là mềm, không những mềm nè, nhẹ nè, chất rất là mát luôn. Rồi khăn này mã 02 nha, giá của em nó sẽ là 115.000 ha, 115.000 đồng. Rồi thế thì chốt cho em khăn 02 kèm số điện thoại, giá 115.000 đồng cho cái mã khăn này ha. Bản to cho cả nhà mình luôn, ngang 90 dài 180, ngang 90 dài 180 cho em cả nhà nha. Khá là mềm, mịn cực kỳ luôn, chất siêu siêu mát cho cả nhà mình, lụa mềm nha cả nhà, trời ơi quá đẹp luôn á. Rồi để lại comment ngay cho em mã khăn 02 hoặc là lụa 02 cũng được, kèm số điện thoại cho em là được luôn. Trời ơi nó quá mềm, đây em cuộn lại cho mình coi đó, nó nhỏ nhỏ bằng nắm tay, cái này em cuộn sơ sơ như cả nhà nha, nhỏ bằng nắm tay vậy thôi á, là em chưa ép chặt, em ghi trầm sơ sơ vậy thôi cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy không, bỏ vô cái túi nhỏ vừa luôn, hay là cả nhà bỏ vô cái túi sách, bỏ vô cái túi sách như vậy là vừa luôn cho em á. Trời ơi dư giả luôn, cả nhà bỏ được mấy bộ đồ luôn á. Bên nhà em cũng có bán túi sách nha cả nhà ha, cái này khăn 02, chị khách ở thích hoa nhí thì lấy cho em khăn 02, còn chị khách nào mà mình thích phối đen trắng hoa bự bự vậy á thì mình lấy cho em khăn 04. Thích mà hoa bự bự như mày nè, hoa bự hai đầu nè, thì mình lấy cho em khăn 04 ha, đồng giá luôn, đồng giá luôn cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, sale rẻ trong bài livestream ngày hôm nay luôn, 115.000 đồng. Các bạn mua cái này á cả nhà ơi, đẹp quá à, cái khăn này quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cố gắng lên đơn chút liền cho em luôn nha, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Khăn này mã số của em nó là 04, khăn 04 kèm số điện thoại, khăn 04 kèm số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Chốt ngay bây giờ không áp dụng bên ngoài cả nhà, nhanh tay lên đơn chút liền giùm em, mã số với số điện thoại cho em là được. Khăn 04 kèm số điện thoại em tư vấn và chị hàng chờ xa cho mấy chiếc đẹp mình. Giá của em nó sẽ là 115.000 đồng khăn 04. Ok không cả nhà ơi? Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem cái em đầu hoa màu đỏ đỏ, giá 99.000 nha. Còn cái mẫu em đang mặc trên người mã số 1697 ngày hôm nay xem bao nhiêu cả nhà ơi? Chỉ còn có giá tiền là 219.000 đồng. Mình thích cái mã váy này lên đơn liền dùm em, mã số 1697 và số điện thoại, giá ngày hôm nay chỉ có là 219.000 đồng. Shop chốt online nha cả nhà ơi, không áp dụng bên ngoài, cả nhà đặt đơn tranh thủ lên đơn liền dùm em, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây em sẽ lên cho cả nhà cái đầm này ha, sale rẻ luôn 99.000. Sale rẻ luôn cho cả nhà, giá chỉ có 99.000 đồng. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1536. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1536 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sợi cổ lục giác cho cả nhà mình, tay lỡ vai bồng ôm em, dáng đầu phông xòe xòe. Váy này em may hai lớp nha, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1536 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình luôn nha. Rồi rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1536.
1536 cả nhà. Ngày hôm nay shop trước cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000. Chỉ còn có giá tiền 99.000 đồng thôi. Giá của mình mua cái đầm này là 329. Nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay shop trước luôn 1536. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000. Chị nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn hàng nha. Còn chị khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá nó hết hàng uổng nha cả nhà ơi. 1536 giá 99.000 đồng. Shop chút online không áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt đơn tranh thủ lên đơn chút liền giùm em. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Có đầm maxi để đi tiệc không? Đầm maxi để đi tiệc. Đầm maxi để đi tiệc em có đó chị ơi, nhưng mà giờ em không biết nó còn hàng hay không nữa. Giờ chị thích đầm maxi đi tiệc như thế nào? Đen trơn luôn hay sao chị ơi? Đen trơn luôn hay là đầm có cổ? Tại vì bây giờ em đang có cái kiểu cổ á, cổ này nè. Em đang có hai kiểu này maxi nè. Có chứ, maxi đi tiệc có chứ. Một là màu đen. Một là màu đen. Hai là màu đỏ. Em đang có hai cái này đi tiệc này chị, một đen hai đỏ chứ lại vải ren cho em. Còn nếu như thích cái cổ sơ mi thì em đang có mẫu này đang sale luôn nè. Thích cổ sơ mi thì em đang có cái mẫu này em đang sale luôn nè chị. Đó, họa tiết da beo đang sale còn 259. Với lại em đang có cái họa tiết chiếc lá này nè. Chiếc lá này cũng maxi đi tiệc được luôn nè, cũng đang sale còn có 259.000 à chị. Cũng đang sale còn có 259.000 đồng, rất rẻ luôn nha. Rồi. Đầm em đang mặc thì 40kg cho tới 55kg, eo 68. Đầm này là eo 60 cho tới eo 68 nha. Đầm này eo hơi nhỏ rồi. Cái em đang mặc trên người em chỉ còn eo nhỏ nha, eo 68. Mã số của em đó là 1536. Giá 99.000, 1536 giá 99.000 đồng. Chị khách là mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1536 kèm số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng cho cả nhà ha. Chứ là bạn của em là dòng vải von hàng cao cấp, vải von hàng nó khá là mềm, không những mềm, nhẹ tinh, chất siêu mát luôn, dáng xòe xòe như thế này có độ bay. Bên trong em có đúc lót thêm thun cô tông cho cả nhà mình ha, và có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em nói là 1536, ngày hôm nay shop chút cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000 đồng, đòi sale rẻ hôm nay luôn, giá chỉ có là 99.000 đồng. Mình đặt đơn hộp bạn nghe cho em mã 1536 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình ha. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã khác nha. Đây, lên cho mình cái em đầm maxi này đi, maxi da beo đi, cái maxi da beo đẹp lắm. Maxi eo 90 có không em? Maxi eo 90 hả chị? Rồi em hết rồi chị ơi. Maxi eo 90 là bây giờ cái màu đen lúc trước em cũng có. Cái màu đỏ là eo được tới 98 luôn. Nhưng mà bây giờ em cũng hết luôn rồi chị ơi. Rồi chị em mình đợi em đợt sau đi. Hay là chị lấy cái này đi. Cái này eo 90 được nè. Cái 1706 nè. Cái này em mới về hôm qua luôn. Em mới về chiều hôm qua luôn. Đó, cái này là chắc có nè chị. Rồi cái này eo 94 luôn. Này eo 94 á chị Thu Bền ơi, lấy cái này ha, để em mặc lên thử coi, mình coi thấy đẹp thì mình đặt. Rồi. Còn em đang mặc mấy cái maxi bên nhà em nó bị lẻ size hết cả nhà, trừ mấy cái mẫu mới. Mặc màu đỏ cho xem đi, ok chị nha. Rồi, em giới thiệu sơ sơ cái beo xong em qua cái đỏ nha. Cái beo đang mặc trên người mã số của em đó là 1671. Ui trời ơi, nhảy đi đâu rồi? Cái này em đang mặc trên người mã số của em đó là 1671 cả nhà. 1671. Rồi ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 259 luôn. Đẹp không? Cổ sơ mi cho cả nhà mình. Tay ngắn vai phồng, dáng đồng phong xòe cho cả nhà mình. Chiếc vải của em đó dòng vải cát thái nha. Vải thì đẹp, mềm, có độ bay cho cả nhà mình, dáng xòe maxi như vậy luôn, lên phong đỉnh lắm, lên phong quá đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1671. Chị đang mình đặt đơn có việc hợp anh nghe cho em mã 1671 và số điện thoại có đầm suông không em? Dạ có luôn chị Sen Hoa nha. Đầm suông em chỉ còn một mẫu duy nhất thôi, để xíu em lên xe váy cho 129.000 thôi à chị. Rồi em đang mặc trên người 1671, đầm này chất cát thái nha cả nhà ơi. Cái chất lượng không phụ thuộc vào cái giá tiền. Giá tiền thì tùy cả nhà, tùy hứng. Cái nào em còn ít là em xe rẻ, còn cái nào còn hả? Dạ có đầm suông chị ha, em có đầm suông. Rồi em lên cho mình đầm đỏ. Em lên cho mình đầm đỏ nha.
Rồi đếm lên cho mình cái là màu đỏ nè, đầm tiệc đầm đỏ đó thì em chỉ còn có 3 size thôi à. Đó. Rồi còn mẫu em đang mặc, mẫu em đang mặc cho người mã số 1671. Họa tiết của em đó là họa tiết da beo, tông màu đen trắng là tông màu cơ bản rất là dễ mặc, da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình vậy là cũng ok cho em. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều đẹp hết luôn. Rồi mã 1671 ngày hôm nay sắp chốt luôn. Giá chỉ có bao nhiêu cả nhơi? Sale rẻ ngay trong bài live stream ngày hôm nay nha. Maxi L90. Maxi L90 thì mặc cái mà có chiếc lá đó thì sẽ đẹp. Để em lên cái màu đỏ xong rồi em lên cái Maxi L90 cho chị Thu Bền ha. Rồi rồi em đang mặc trên người mã số của em là 1671 nha. Thích cái mã váy này cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1671 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Chốt ngay hôm nay nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha. Mặc màu tím thì em ok chiếc kim loan luôn. Rồi để em lên nha. Em lên từ từ cho cả nhà mình xem nha. Rồi nhanh tay lên lên chút liền luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được. Để em lên cho mình cái màu đỏ. Sau em lên cho mình cái Maxi L90 để em lên cái màu tím nha. Giảm tí nha cả nhà ơi. Rồi đây. Đầu màu đỏ này ngày hôm nay cả nhà không nhanh tay đặt hàng, nó hết uổng nha. Em còn có mấy chiếc cuối cùng cho mình thôi đó. Cố gắng lên đơn liền giùm em. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1720. 1720 cổ lục giác cho cả nhà mình. Tay lỡ ôm eo dáng đồng phong xòe, eo 87 vừa không, chị Chuyên Lan 1670. Ủa 1671, chèm xíu. Chèm xíu chị nha, 1671. Đó, bình thường thì các bạn sẽ tư vấn cho mình eo 86 á chị, eo 86 sẽ vừa như chị Chuyên Lan. Eo 87 không vừa rồi chị ơi, eo đúng 86 đổ về thì sẽ vừa. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số 1720. Đầm này là eo 90 đổ về. Ê chị ơi, chị ơi, cái đầm này eo 90 nè chị. Đầm này eo 90 đổ về vừa, em còn 3 size cuối cùng. Em còn 3 size cuối cùng, mã số của em nó sẽ là 1720. 219.000 ngay hôm nay luôn. 1720 eo 90 cho em thì mình sẽ mang vừa. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn. Dạ beo là eo 86 đổ về nha chị Thu Bền nha. Eo 85, 86 đổ về thôi, không tới được eo 90. Cái đầm này eo 90 nè chị ơi, đẹp không ạ? Ren màu đỏ. Và đỏ này là đỏ tươi, một cái tông màu đỏ, đỏ tươi và đỏ đậm á, đỏ thuần á, cả nhà mình cứ yên tâm nha. Không có sợ là màu đỏ nó bị nhạt nhạt đâu. Trời, mặc lên cái chất rất là đẹp luôn. Xinh quá, quá xinh luôn ạ. Rồi em đang mặc mã số của em đó là 1720. Giá ngày hôm nay cho shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ có 219.000. Rồi 219.000 đồng lên đơn giùm em. Hết mã váy này tranh thủ giùm em nha cả nhà ơi. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chàng chờ xa cho cả nhà mình. Mẫu em đang mặc mã số em đó là 1720 giùm em, 1720 giùm em. 219.000 đồng. Cái chất ren như vậy đây. Trời ơi, ren hoa nha. Có viền cho cả nhà mình, sờ lên êm lắm, có co giãn luôn. Tay này may một lớp, thân với kiểu lần hai lớp, thiết kế thêm hai túi, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em là 1720. 1720 cả nhà, ngày hôm nay sắp chút luôn. Giá chỉ có là 219.000 đồng nha. Giá sale online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài, cố gắng giùm em. 1720 và số điện thoại cho em là được. Trời ơi, đẹp như vậy thì còn gì bằng đó cả nhà ơi. Quá êm ái luôn, 219.000. Em đảm bảo về nhà nha, dở ra cái đồng này không tin được. Vải nó đẹp lắm, cái vải đẹp cực kỳ, về cho kiểm tra thoải mái luôn. Không đẹp không lấy tiền, còn nếu như mà đẹp giống như em giới thiệu đi thì đừng quên quay lại đây comment review sản phẩm liền cho em nha. Giống như em giới thiệu, giống như em khen váy thì đừng quên quay lại đây comment review sản phẩm liền cho em nha. Tại vì cái mẫu đầm này cũng đã bán số lượng lớn với giá là 349 rồi đó. Và ngày hôm nay thì em, như em báo em chỉ còn có 3 size thôi, em chỉ còn 3 size thôi là em đã hết rồi đó. Cả nhà thích thì chốt đơn ha. Rồi mã của em đó là 1720, 219.000 ha, rất rẻ luôn ha. À, em có sale luôn cả thắt lưng, để em phối thắt lưng cho mình coi. Em có sale luôn cả thắt lưng nhé. Rồi thắt lưng này mã số của em nó sẽ là 31. Đó, phối thắt lưng vô, trời, phối thắt lưng vô có điểm nhấn liền nha. Rồi eo của em đó là eo chung co giãn với cả nhà mình nè. Bao da, khóa kim loại cho cả nhà mình, đính ngọc đính đá quá trời luôn. Rồi cái thắt lưng này mã số của em nó sẽ là 31 nha. Phối lên thì nhìn cái eo của mình nó sẽ được siết chặt hơn nè, nhìn có điểm nhấn ngay phần eo hơn và nhìn eo của mình nó hiện rõ rệt hơn, đúng không ạ? Rồi thắt lưng này mã số của em nó sẽ là 31 nha. Tại cửa hàng nhà em đang bán với giá bao nhiêu cả nhà? 70.000. Trong livestream ngày hôm nay sốt chút luôn, 55.000.
mã thắt lưng 31. Mình đặt đơn thì đơn giản lắm kênh ơi. Comment cho em thắt lưng 31 hoặc là dây nịt 31 hoặc là TL31 cũng được. 55.000 cho cả nhà mình luôn. Bao da mềm nè, cái da này mềm dẻo nè, đường may siêu đẹp cho cả nhà mình ha. Khóa cài dễ mang cho cả nhà mình luôn, đẹp không? Đó, rồi chị Thu Bình lấy cho em XXL nha. Rồi vừa chứ chị vừa chị Ngọc Dầu ơi. Cái đầm này là 70 ký L90, cái đầm này 70 ký L90 cho em size XL, cứ lấy L90 cho em là vừa. Nha, mã số của em là 1720 chị ơi. 1720, đặt đơn comment ngay cho em mã 1720 kèm số điện thoại. 1720 cho em cả nhà ơi. Rồi giá của em đó là 29.000. Coi giảm nhiều nha chị. Cái đầm này L92 cũng vừa luôn, chứ không phải là L90 đâu, L92 cũng vừa luôn nha, tại nó có độ co giãn. Đẹp lắm, về nhà dở ra đẹp mê ly luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm khác nha, em sẽ lên cho mình đầm chiếc lá mới về. L9 mấy luôn, 75kg L95 luôn. Chờ em tí nha. Em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã đầm chiếc lá. Đầm nào cũng đẹp, đầm nào cũng xinh, quan trọng là mình đặt đơn sớm sớm nha, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Nhanh tay lên đơn chút liền em tư vấn. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó sẽ là 1706. Tiếp tục cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó sẽ là 1706. Đầm mình thiết kế sẽ là cổ đắp chéo đó cả nhà mình ha. Cổ đắp chéo, tay lỡ, ôm eo, dáng đồng phong xài dạng, cơm 65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân của em như vậy luôn. Rồi, mẫu em đang mặc, mã số của em đó sẽ là 1706. Nhanh tay dùm em nha. Đẹp lắm, êm mềm, dài luôn. Em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân. Thích dài để dài, không thích mặc dáng dài lên lai cắt ngắn được luôn. Để em lấy cái kẹp kẹp eo lại xíu. Tại vì đầm này nó hơi rộng em so với em tí. Vừa đó chị Mai Bảo Anh. Eo nó rộng. Eo nó rộng đó chị ơi, vừa đó chị ạ. Rồi, size M E80 á, gần 80 nha chị ha. Rồi em đang mặc trên người mã 1706. Vừa đó chị ơi, em 75 lấy xem mờ mà cho đẹp. Còn chị khách nào mà eo xấu mấy như em á, hồi nãy em mặc nó hơi rộng rộng tí á, để vậy mặc cũng được, hay là mình bóp eo cũng được luôn, muốn sao cũng được hết nha. Rồi bây giờ nè, em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1706. Đầm này thiết kế sẽ là cổ đắp chéo cho cả nhà mình. Tay lỡ, đó, ôm eo. Dạ, sau mẫu đầm này em lên màu tím nha chế yêu mình ha. Tại vì có chế á, bình luận cái này trước cái màu tím. Sau mẫu này lên màu tím liền luôn. Rồi váy này thì chỉ cần may một lớp là vừa mặc rồi. Hai túi có khóa kéo nằm mình sau lưng. Mã số của em đó là 1706. Chị khách nào đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã số 1706 và số điện thoại. Đầm này chất lại vải của em đó là vải thun AT hàng cao cấp cho cả nhà ha. Đẹp lắm, co giãn cũng nhiều cho mình nè. Mặc mát cực kỳ, cái vải này mặc rất là mát. Họ chiếc lá, chủ yếu là cái form này lên nhìn nó sang cả nhà ơi. Form này lên nhìn sang, nhìn chảnh lắm nha. Cổ chéo này mình tùy chỉnh được. Ở đây thì em đã tự nhíp à, cái cổ này thì em gửi về thì em chưa nhíp đâu. Ở đây em tự nhíp theo cái form ngực của em. Thì về nhà cả nhà mình cái form ngực mình mặc tới đâu thì mình nhíp tới đó cho em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ nè, đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó sẽ là 1706. Ngày hôm nay shop trước cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 259.000 đồng. Rồi 259.000 đồng. Ok chị Bảo Anh lấy cái lấy xe M để chị, nó rộng á. Rồi đặt đơn có việc comment ngay cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1706. Giá ngày hôm nay chỉ có 259. Đặt đơn comment ngay cho em mã nha. 1706 với số điện thoại 259.000. 40kg cho tới 75kg dùm em. 1706, 40kg cho tới 75kg, L94 dùm em. Đồng này chiều dài có em nói tới 114 lần. Đầm này chiều dài tới 114 lần cả nhà ơi. Dài gần tới cổ chân của em luôn á, đẹp không? Rồi lên tím nha, em lên tím nha cả nhà ơi. Em lên đầm tím nha. Chấm bài tương tác giùm em đi, đừng quên chia sẻ like luôn nha. Cả nhà mình ơi, cho em xem một nút chấm đi. Cả nhà cho xem một nút chấm tương tác đi. Rồi em đang mặc trên người mã là 1706 nha. 259.000đ, 1706 giá 259. Đặt đơn rất đơn giản, bình luận cho em mã 1706 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1694. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em là 1694. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình. Tay lỡ vai bồng, ôm eo, dáng đầu phong xòe, đẹp không? 1694.
TL41 chị xem lại. Là gì ta? Rồi. Quên mất tiêu luôn. Giảm xíu chị nha. TL41 à đây nè chị. Em có 41, 42 luôn à. 42 là cái 42 là cái hoa hồng. 41 là cái chiếc lá, nhưng mà em phải gài lên chị mới thấy được đúng không? Phải gài lên mới thấy được nó có mình có thích nó hay không á chị ạ. Để em gài thử cho. Đó. Đây chị ơi, cái này TL41 này chị. TL41 này chị ơi. Đó, dây là sao co giãn. Khóa kim loại hình cái lá. Cái này TL41 này chị ạ. Nó mảnh ha, cái này nó mảnh nha chị nha. Dây này dây mảnh. Còn nếu như thích dây bản thì mới có dây chung á, nó dây bản to hơn. Rồi, đây là TL41. Giá 55.000, đồng giá hết trơn à chị, thích dây mảnh, dây to gì cũng y chang à, không có khác gì hết trơn á. Có ngọc trai thì nó 75.000 thôi, ngọc trai thì nó hơi đắt á cả nhà ơi. Rồi, cái này là TL41. Đó, mình ghi thắt lưng 41 hay nịt 41 gì cũng được hết trơn á nha. Miễn mấy bạn hiểu là được. Tại vì em có khăn cũng cũng mẹ đó. Ừ. Rồi. Nó rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đẹp không? 55.000 nha. Rồi. Để mang cái 42 luôn nha. Để mang cái 42 luôn nha. Đó. Rồi. Cái này cái 42 nha cả nhà ơi, rất đẹp luôn. Đó, hoa hồng, cái 42 là hoa hồng nó nhỏ hơn tí nữa. Không, cái kia ba cái lá, còn cái này có hai cái bông à. Chứ nếu như mà thêm cái bông nữa cũng giống cái kia luôn á chị. Cái này nó bớt lên chút. Đó. Rồi, chị thêm thắt ngọc trai rồi được luôn chị. Được luôn, váy em mặc có bán không? Váy em mặc có bán. Váy em mặc đang bán là 349.000, nhưng mà để em coi lễ xem giảm giá cho. Tại cái hàng này đang hot. Em đang màu 1694. 1694 nha chị nha. Khoan chị yêu ơi. Chị ơi chờ em xíu. Cái laptop này nó quay quá. Em còn 3 size. Ui em còn 3 size này chị. Rồi chứ yêu mình đặt cái này đi. Chứ mình đặt cái này đi, em chốt cho chứ yêu mình 2 cái thôi. Giá 299.000, nhưng mà chỉ 2 cái thôi nha. Chị đặt bình luận cho em mã 1694 299 phía sau lưng luôn. Em giảm cho chị thêm 50.000. Tại vì 349.000 đồng cái đồng tím này là em đã giảm rồi là 349 ha, em đã giảm là 349. Nhưng có 2X luôn chị. Em chỉ còn 3 size lớn nhất, size L, XL, 2X. Và đầm này có big size luôn. Đầm này có big size, chờ em xíu nha. 1694. Em hết size M. Chị nào mặc size M lấy size L bóp eo giùm em. Còn ngoài ra em hết size M, không có về luôn. 70kg eo 90. Rồi, chứ mình đặt đơn nè. 1694 giá 299. 1694 299 2 chiếc thôi. 1694. Em bao giá luôn, mình có thể coi lại like cũ giùm em. Rồi, nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số Huế sáng thời cho em là được nha. Rồi, bỏ thắt lưng quay ra sao? À được chứ chị. Rồi, cái thắt lưng này là 42 nha chị ơi. Chị bền ơi. Đây, đây chị ơi, cái thắt lưng nè. Bỏ thắt lưng cũng bị chen, nghĩ đâu có gì đâu chị. Nó bình thường thôi. Có thắt lưng này phối lên, cái thắt lưng này để phối với đầm khác. Tại vì cái đầm này nó có cái bảng eo rồi. Đầm này nó có cái bảng eo rồi. Cái thắt lưng nhỏ như vậy nè, không có hợp với đầm này đâu. Ha, thiệt luôn, em nói thiệt luôn, bán thắt lưng nhưng nói thiệt. Thắt lưng này phù hợp với những cái đầm có nhấn một đường eo, hoặc là phù hợp với những cái đầm suông thì mình sẽ phối. Nếu như đầm suông mình có thể phối thắt lưng mảnh hoặc là thắt lưng dày cũng được. Nhưng mà cái đầm này nó đã có bản sẵn rồi, không thể nào phối thắt lưng nhỏ như vậy. Thì ít nhất mình phải có hai chiếc thắt lưng là nên, một là bản to, hai là bản nhỏ. Đó, thì với cái đầm như vậy thì mình phải xếp cái bản to vô nó mới hợp nha. Còn đầm thì đẹp sẵn rồi, đầm khỏi thắt lưng đâu sao bình thường. Có co giãn hơi hơi luôn chị chứ không phải chút đâu. Hơi hơi xương xương cũng nhiều nhiều đó. Đây, mình phải phối cái thắt lưng này nó mới đỉnh nè. Đẹp không? Bình luận giá cho em 299.000 nha. Bình luận giá vô dùm em đi.
Rồi đây cả nhà ơi, cái thắt lưng này thắt lưng 31. Thắt lưng bản to em nhiều lắm, nhưng mà giờ em còn cái này 2 chiếc nè. 55.000 dùm em. Dây chung co giãn luôn. Rồi cái này là bao da khóa kim loại, đính ngọc, đính đá. Đẹp không? Đó, cái này phải phối với bản bự vậy mới hợp. Tại vì cái thắt lưng này nó có bản rồi. Ủa tại cái đầm nó có bản rồi. Cái đầm có bản như vậy sẵn rồi thì mình mặc lên nó vẫn fit eo bình thường nè. Đó là nhìn thấy không? Vẫn đẹp bình thường, đâu có sao đâu. Rồi, 50kg tới 70kg eo 90. 50kg cho tới 70kg eo 90 cho em. Cao mấy 65. Cao mấy 65 dài qua gối vậy nè. Dài nè. Em cao 1m65 đó nha. Rồi, màu ở ngoài có giống trong like không? Y chang cái chị, nhiều khi nó đẹp hơn chứ. Nhiều chị khách nhận được váy bên nhà em nói nó đẹp hơn ở trong like chứ chị. Màu tím đúng không? Chị coi ra màu tím gì nè. Chị coi ra màu tím cà là không phải tím cà nha. Không phải tím cà, không phải tím quá nhạt đâu nha. Cái tím này em phải thả nó làm sao ta? Cái này là tông màu tím, nhưng mà tím này nó làm sao ta? Yên tâm, màu nó không có sợ bị buồn hay bị cũ. Nó còn không có quá nhạt, nó còn không có quá đậm nữa. Tím nó vừa vừa, phải lắm chị. Em không biết tả làm sao nữa. Sao ra? Nói chung là nó màu tím á chị ơi. Màu tím ha. Màu tím nó không có giống cái tím nào hết chị. Tại vì em đặt cũng ra nhiều tím rồi. À chị ơi, thắt lưng ngọc trai. Trời ơi chị ơi, thông cảm giùm em quên. Cái đầu em nó bị quên. Cả nhà thông cảm giùm em nha. Em nói thiệt, em dễ quên dữ lắm. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mã thắt lưng. Em sẽ lên cho cả nhà mã thắt lưng nha. Thì thắt lưng em sẽ có cái bông này là cài riêng. Mình có thể cài lên áo, mình có thể cài bên hông, hay là mình có thể cài chính giữa này cũng được luôn. Cái này là cái ghim riêng, cái ghim riêng. Cài chính giữa dài, cài bên hông này, cài đây, cài đâu cũng được, một cái này cũng được ha. Ok, chế Kim Anh. Rồi chế Kim Anh bình luận cho em 1694 với số điện thoại giá 299 dùm em. Bình luận cái giá vô mấy bạn biết mấy bạn chốt đơn. Tại vì ở mấy bạn vẫn chốt, mấy bạn vẫn chốt là cái giá là 349 như bình thường nha. Rồi để em phối cái này mã số 10. Cái bông màu trắng mã số 9, cái bông màu đen mã số 10 cho em. Đồng giá 75.000. Chậm xíu nha. Cái này dài thì phải kỹ chút. Tại vì nó có cái móc nè. Mình móc nó, mình móc vô cái viên ngọc. Đó, mình móc vô cái viên ngọc vậy nè ha. Đó, mình chỉnh cái bông ra. Đó là như vậy chị. Ủa cái bông này mình phải ghi bên này mới đúng chứ. Thôi để bên này đi, che che này lại. Đó chị, vậy nè. Thắt lưng ngọc trai chị lấy ha. À chị lấy thắt ngọc trai hả chị. Thắt lưng ngọc trai chị lấy cho em. Thắt lưng chính là cái bông màu trắng. Cái bông màu trắng này cũng vậy. Ghim phía trước này cũng được, ghim này cũng được, ghim này cũng được, tùy theo cả nhà mình. Đó, thật sự ra nguyên cái dây chuyền ngọc trai đi thì mình mua đã bao nhiêu ngàn rồi cả nhà ơi. Còn đây nè, nguyên cái sợi ngọc trai. Nè, cái dây này rất bền nha. Dây này là không phải cước đâu nha cả nhà ơi. Cái dây này dây kim loại nha. Cái dây này dây gì á? Cái dây này dây kim loại nha. Ruột bên trong là dây kim loại luôn. Đỉnh chưa? Nè. Đó, nó câu lại như vậy cho mình luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp chưa? Rất là đẹp, rất là bền luôn. Hơi bị chất lượng luôn nha chị. Rồi, nguyên cái sợi ngọc trai này. Thêm cái khóa này. Cái khóa nha. Thêm cái móc mà móc này luôn. 75.000 cho em. Rồi thắt lưng chính là màu trắng. Thắt lưng không chính là màu trắng cho em. 75.000. Thắt lưng không 10. Thắt lưng không 10. Ủa ơi, thắt lưng số 10 chứ tự nhiên không 10. Là màu đen cho em. 75.000 luôn. Đẹp không? Đó, đồng giá. Gồm có nguyên cái sợi dây này. Thêm cái khóa. Thêm cái bông. Bông này bông rời luôn. Tách hai cái ra riêng cũng được. Hay là mình phối cái thắt lưng vô, mình lấy cái bông ra cũng được luôn. Không có sao hết trơn nha. Cái bông này mình phối nè. Ghim ngay đây, ghim ngay đây. Hay ghim bên hông cũng được luôn. Phối cho em. Đó, phối cho em cả nhà. Rất đẹp luôn nha cả nhà ha. Rồi luôn. Đó, gồm hai món phụ kiện. Mà nguyên cái vàng ngọc trai luôn. Dây bên trong là cái dây gì á. Nó bằng kẽm hay gì á cả nhà. Nó bằng kẽm, nó bằng gì đó chứ bằng kim loại chứ không phải là bằng dây cước trong đâu. Rất là bền, 75.000 đồng. Trời ơi chất lượng, chắc là em phải hút cái này. Em rất là thích cái bông màu đen luôn. Rồi ok ha, em tháo nó ra nha. Còn chị nào thắc mắc gì nữa không? Còn chị nào thắc mắc gì nữa không? Comment phía dưới cho em đi. Em giới thiệu cho cả nhà mình.
Còn em đang mặc trên người mã của em là 1694. Em đang mặc trên người mã số của em là 1694, em đang sale luôn còn 299. Em đang sale còn 299, chị nào mà đặt đơn tranh thủ 50kg cho tới 70kg, em dưới 90 thì mình sẽ mang vừa cho em cái mã váy này nha. Rồi, tại có hai túi luôn, bên trong lót thun cotton cùng màu tím cho cả nhà luôn. Đó, còn màu tím luôn, đẹp lắm chị, có kim tuyến nữa, xinh không? Rồi xem nhanh hôm nay nha, chị khách nào mà đặt đơn tranh thủ lên đơn show chốt đơn liền giùm em nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó sẽ là 1694. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1694 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Nhanh tay lên đơn ngay bây giờ cả nhà ơi, 1694 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình. Shop chốt online không áp dụng bên ngoài cả nhà nha. Rồi, mẫu của em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1694. Rồi, mẫu của em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1694 giá 299. 1694 giá 299.000 đồng. Mình đặt đơn hoặc mình ngay cho em phía dưới mã số 1694 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình luôn 1694 cả nhà ơi. Rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Nhanh tay lên đơn chút liền giùm em mã số với số điện thoại cho mà được em tư vấn. Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Em có làm maxi, cả nhà có thích maxi không? Hay là mình thích làm sao nè? Tiếp tục lên cho cả nhà mình cái em đầm maxi dáng dài đi ha. Maxi dán dài mã số của em nó sẽ là 1670. 1670 ngày hôm nay shop sale luôn là 239.000. 239.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1670. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em ngay bây giờ cả nhà nha. Quá xuất sắc cả nhà ơi. Đầm thiết kế thờ cổ V, tay lỡ vai bồng ôm eo dáng nồng phong xề dài luôn, quá đẹp đúng không? Rồi chị Thu Bình đặt thắt lưng ngọc trai và lụng cho em nha. 09 là màu trắng, còn mã số 10 là màu đen và đồng giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu nè? Bao nhiêu ta quên mất rồi, 75.000. 75.000. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nó là 1670. 1670 giá của em ngày hôm nay sẽ là 239.000 ha, 239.000 đồng. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Một sáu bảy mươi cả nhà, 1670. Nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại em đang mặc trên người mã số của em nó 1670 dáng dài. Chân váy phối thêm cho một tầng đuổi cá 97 von. Thì làm von em sẽ mang kiểu lượng 2 lớp, thiết kế thêm 2 túi có khóa kéo và mặt sau lưng cả nhà ha. Rồi em đang mặc trên người mã số 1670 giá 239. 1670 giá 239.000 đồng cả nhà. Quá đẹp, quá xuất sắc như thế này thì mình còn chần chừ suy nghĩ chi nữa cả nhà ơi. Hốt liền giùm em. Rồi ngoài ra em đang có cái này gọi là gì ta? À khăn choàng nha cả nhà ha. Em đang có khăn choàng hai màu này đen trắng, thì hiện tại bên nhà em hết mấy cái màu kia rồi. Bên nhà em đang hết mấy cái màu kia rồi, vậy em chỉ còn hai cái màu này thôi. Rồi bây giờ em đang có khăn choàng cả nhà ơi. Khăn choàng này mã số của em nó sẽ là 02. Khăn choàng mã này là 02 cả nhà nha. Rồi ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà? Sale rẻ ngay trong bài livestream ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 115.000 đồng. Đặt đơn thì mình comment cho em khăn 02 kèm số điện thoại 115.000. Đó cả nhà thấy không? Cái mã khăn, mã nón với lại mã thắt lưng là đều giống nhau, nó xem nhau á. Cho nên cả nhà mình đặt đơn cái nào thì mình bình luận kỹ cho em cái mã số đó nha. Khăn này là khăn lụa lại một cho mình yên tâm, khi mà mình khoác là một cái cảm nhận đầu tiên của mình nó rất là mềm, nó rất là nhẹ, nó bay nè.
nó mềm nó nhẹ mà nó mướt lắm, nó mát lắm luôn, áp lên da một phát trời ơi nó mát rồi rụi luôn cả nhà ơi. Rồi thích thì chốt đơn cho em ha, mã khăn kèm số điện thoại. Rồi khăn này là mã 02 cho em, giá của em nó là 115.000 đồng, khăn bên nhà em đồng giá là 115.000 đồng hết, bề ngang là 90, bề dài là 180, bề ngang là 90, bề dài là 180 nha. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chốt liền giùm em mã số với số điện thoại. Rồi và em đang có cho cả nhà mình khăn 04, khăn 04 thì cả nhà rất là đẹp luôn, khăn 04 nha cả nhà ha. Rồi đó, có cái bông to ở đây, cái khăn 02 tiền hoa nhỏ nhỏ, cái này khăn 04 đồng giá luôn cả nhà ơi, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà. Rồi khăn 04 nha cả nhà ơi, 115.000. Khăn 04 giá 115.000 đồng, đặt đơn rồi mình nghe cho em mã số khăn 04 kèm số điện thoại cho em được giá 115.000 đồng cả nhà ha. Đẹp không, mềm siêu mát luôn, đi chơi đi tiệc được không, em sẽ mua cái này cả nhà, nó quá đẹp luôn á, cái này nó sang lắm cả nhà. Cả nhà thích cái màu sáng sáng chút thì mình lấy cái này cho em đi. Khăn này là mã của em đó là 02, còn cái em đang mang á là mã của em đó là 04 nha. Đồng giá cho cả nhà luôn 115.000 đồng một chiếc. Khăn này cả nhà thấy không, nó rất là mềm, dễ gấp gọn luôn, dễ bỏ vào vào túi á, để xách đi á cả nhà. Rồi rất là đẹp luôn ha. Còn đồng em đang mặc mã số của em đó là 1670 giá 239. Cả nhà đặt đơn rất đơn giản, comment ngay cho em phía dưới mã 1670 với số điện thoại cho em ra được ha. Chất liệu của em đó là dòng vải von nổi họa tiết cho cả nhà mình. Vải mềm, êm, cái chất rất là thích và mặc lên siêu mát luôn ha. Mẫu váy này cũng đã khép lại bài live stream trưa ngày hôm nay của em rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại hoặc là mình đón xem những bài live stream kế tiếp của bên em vào lúc 6:50 chiều tới hàng ngày chiều em live tiếp nha, vô live stream liền với em nha. Còn rất là nhiều mẫu em chưa có kịp mặc lên đâu đó. Rồi chúc cả nhà có buổi trưa thật là vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.